condo cũng chọn luôn không? Hiện tại là bây giờ là giao máy ở Bình Định, cũng thành hết vụ rồi. Giao cái máy ở Bình Định để lý do là máy đời mới, máy đời mới sạch hoàn toàn các bạn. Ở vậy là giao ngay Bình Định, ra test. Báo hồn đảo lật rồi nè nghe bà con. Nói chung là một bụng khoảng 30-40 hồn sẽ có một hai hồn cuốn nha bà con, chứ không sạch cuốn hoàn toàn. Mình phải kiếm cuốn thôi bà con, mình phải kiếm. Bụng này không có, mình phải kiếm cuốn. Cũng có cuốn nha bà con, cũng có cuốn chứ không phải không có, cũng có cuốn. Hiện tại là hai anh này là hai anh đặt cái máy của mình này. Hiện tại là ra làm để hai ảnh kỹ, nông dân này kỹ lắm, bởi vì cũng ra nhiều loại máy rồi, bởi vậy là kỹ, cái máy nào sạch ta mới mua, giao tới chỗ làm sạch ta mới mua, chứ không sạch ta cũng đã về rồi mà thôi. Này là mấy ảnh là ok nha mọi người. Bây giờ là trong mấy cái này là cũng chắc phải anh về rồi cho nên. Xưởng tư ký trong đô xin chào bà con nha mọi người. Hiện tại bây giờ là ở dưới vùng Mỹ giao một cái máy lật đậu, bây giờ là người mua lật ra ngoài đồng lật để nhận máy nha mọi người. Cái này đặt để bà con nhận máy. Hiện tại bây giờ là hải tiết lắm, lỗi mới là lỗi này nha bà con. Lỗi mới này bầu hoạt một dịch, bầu hoạt một dịch. Bà con là thật nha bà con. Cuốn là hoàn toàn thật nha bà con. Cũng có cuốn nha bà con, chứ không phải là không cuốn. Cũng có cuốn thôi, cũng có cuốn. Không phải là không có cuốn nha bà con. Có cuốn là đều 30% thôi. Đang nhổ đậu không? Cả bây giờ test thôi, mình chỉnh cho sạch hoàn toàn cho bà con luôn.